Em xin giới thiệu, đây là xe đạp thể thao hàng bãi Nhật. Bánh em đo đường kính là 70cm, bánh lớn. Xe đạp này phù hợp cho các bác có chiều cao từ 1m6 cho tới 1m9 đều chạy ok nha. Tại vì ở trên xe này có cái yên mình có thể tăng đưa được nè. Nếu mà mình cao cỡ 1m6, 1m65 thì mình hạ cái yên xuống. Nếu mình cao 1m8, 1m9 thì mình tăng đưa cái yên cao lên để phù hợp với chiều cao của mỗi người. Đường kính em đo là từ đây nè, xuống tới đây là 70cm. Khung sườn nhôm. Xe đạp khung sườn nhôm nó có gì khác biệt so với khung sườn sắt thông thường? Đầu tiên là nó sẽ nhẹ hơn so với khung sườn bằng sắt. Khi mình di chuyển, mình mang đi đó, nó cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ hai á, khung sườn bằng nhôm nó sẽ bền hơn, chất lượng hơn so với khung sườn bằng sắt. Khung sườn nhôm nó sẽ không có sét, độ bền cao hơn, thẩm mỹ cao hơn. Aluminum ram. Trên mỗi xe thì nó đều có mã số định danh. Xe đạp nội địa Nhật đều vậy nha, đều có một mã số định danh, giống như là số seri trên dàn âm thanh nội địa Nhật vậy đó. Nó không lẫn lộn được với chiếc khác. Và trên khung sườn thì nó sẽ đánh chi tiết sắc sảo hơn. Ở đây nó có ghi nè, ống đứng là size 480. Khung rất là to nha, to hơn cái cùm tay của em nha. Dày dặn, xịn, chất lượng. Xe chạy rất là nhẹ, đề Shimano 6 líp. Đây, Shimano 6 líp, mình có thể tăng đưa cái líp của xe để phù hợp với địa hình, với nhu cầu chạy xe của mỗi người. Mình muốn đạp chậm hơn, nặng hơn hay nhẹ hơn thì mình tăng đưa líp để phù hợp. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn thì vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Với giá thành hợp túi tiền, chỉ có vài triệu thôi mình đã sở hữu một xe đạp hàng nội địa Nhật khung sườn nhôm chất lượng như vậy. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây, mình cùng xem một lần nữa ngoại hình xung quanh của xe đạp. Và cần xem chi tiết hơn thì vào Zalo 0931008099, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo trước khi mua hàng. Ở trên này thì nó sẽ có chuông nha. Bên này là mình lên lift. Dùng chạy xe để tập thể dục, nâng cao sức khỏe hoặc là đi làm đều ok. Bây giờ nhân viên em sẽ lấy xe đạp ra chạy cho các bác tham khảo nha. Nhân viên em cao 1m9. Mình có thể tăng đưa yên lên xuống để phù hợp với chiều cao của mỗi người. Xe chạy rất là im, đầm, nhẹ nhàng. Đây, xe hoạt động ok nha.